Không biết anh em có để ý hay không, nhưng mà hiện tại Thành thấy là hàng mic đang ngày càng được ưa chuộng, dần dần thay thế hàng que luôn. Bởi vì giá của mấy hàng mic bây giờ đã dễ chịu hơn rất nhiều, mà tốc độ hàng lại rất nhanh, mối hàng cũng rất đẹp, có thể nói là vượt trội so với hàng que. Chỉ với khoảng hơn 2 triệu là anh em đã có thể mua được những cái máy hàng mic từ những hãng nổi tiếng, ví dụ như là J6 hay là Wellcom chẳng hạn, NB160E rồi đó, hôm trước Thành có giới thiệu á, rất ổn cho gia đình. Nhưng mà nếu anh em mở xưởng chuyên nghiệp và anh em cần một cái máy hàng mic mới, hiệu suất cao, bền bỉ, hoạt động ổn định trong thời gian dài, với dòng tối đa lên tới 220 mà mức giá dễ chịu, đặc biệt là phải từ những cái hãng danh tiếng ví dụ như là J6, thì video này là dành cho anh em nha. Còn nếu không thì anh em coi chơi cũng được, tham khảo thêm để biết ha anh em. Cái máy mà Thành muốn giới thiệu đó là cái máy NB220E. Đây là một cái máy chuyên hàng mic có khí và nó có thể hàng que được nữa. Khi mua máy về thì chúng ta sẽ có những cái phụ kiện, đó là đồng hồ khí nè, dây khí nè, súng hàng mic nè và kẹp mát. Kìm hàng que thì không có sẵn, nếu anh em cần thì chúng ta mua thêm ha. Ngoài ra chúng ta còn có một mớ phụ kiện lặt vặt để trong bịch như thế này nữa nè. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp cái máy này, và Thành đã nhờ anh kỹ thuật viên của Wellcom lắp cho chúng ta xem đó. Ở đây sẽ có một cái thanh gài, mình sẽ để cuộn dây vào đúng vị trí. Mình sẽ kiểm tra bánh xe tẩy dây xem đã đúng rãnh hay chưa. Tiếp theo mình sẽ luồn dây vào lỗ cho nó lòi ra bên kia, cái chỗ mà lắp súng luôn nha anh em. Sau đó sẽ gài cái bánh tì dây xuống. Cái súng mình sẽ cần phải kết nối chặt vào trong máy, tránh hiện tượng tiếp điểm không tốt gây nóng phần đầu súng này. Sau đó mình đi lắp đồng hồ khí nè. Anh em nhớ là chúng ta phải vặn thật là chặt, tránh khí rò nha. Đồng hồ khí chúng ta sẽ sử dụng nguồn là 36V. Mình sẽ cắm vào phía sau máy, tuyệt đối không cắm vào điện nhà, nếu mà cắm vào điện nhà sẽ bị cháy cái sấy nhiệt phía trong. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ lắp cái ống dẫn khí. Trong cái túi phụ kiện hồi nãy có hai cái cổ dê, anh em nhớ lấy ra để vặn cho nó chặt nha. Sau đó chúng ta lắp cái kẹp mát vào, như vậy là xong phần lắp đặt ha. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái giao diện điều khiển nè. Ở phía trước mặt máy mình sẽ có đồng hồ hiển thị điện áp và đồng hồ hiển thị tốc độ dây trên phút, núm chỉnh điện áp, núm chỉnh tốc độ dây, núm chỉnh độ cứng hồ quang, càng chỉnh về đây độ quang càng cứng, tăng lên độ cứng hồ quang sẽ giảm đi. Nút chọn chế độ que và chế độ hàng mic, chế độ 2T 4T, nút ra dây nhanh. Ở chế độ hàng que thì đồng hồ bên đây hiển thị điện áp, bên đây hiển thị dòng. Thông số của máy anh em có thể tìm hiểu kỹ ở đây. Máy này xài điện một pha, có hiệu suất là lên tới 80%, cấp cách điện F là rất an toàn nha anh em. Khối lượng máy cũng không quá nặng, tầm đâu đó khoảng gần 15kg. Máy xài cuộn dây có đường kính từ 0.8 tới 1 ly đối với hàng mic và kéo được que hàng tới 3.2 ly nha anh em. Nếu kỹ thuật hàng của anh em tốt thì nó sẽ cho ra những cái đường hàng rất đẹp, rất ngấu, rất ngon lành ha. Ở thời điểm hiện tại thì mức giá thị trường của máy rơi vào khoảng 8.450.000, nhưng mà nếu anh em mua ở kênh tiêu dùng thì sẽ được áp một cái voucher giảm 200.000, chỉ còn 8.250.000 thôi nha anh em, bảo hành 18 tháng. Nếu mà anh em đang cần một cái máy như thế này thì hãy mua trong dịp này để được hưởng voucher nhé. Cảm ơn anh em đã xem tới đây, và anh em đừng quên cho một like, bởi vì thuật toán của YouTube thì nó ưu tiên cho những video nào nhiều like sẽ đến được với nhiều người hơn. Và anh em cũng đừng quên đăng ký kênh tiêu dùng để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai nhé. Nếu anh em quan tâm muốn mua bất kỳ máy móc nào thì anh em có thể mua trực tiếp trên website kênh tiêu dùng.vn hay là gọi vào hotline này nè. Anh em cũng có thể nhắn tin Zalo hoặc là Messenger, Facebook cho nhân viên của bên Thành để được tư vấn cụ thể nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Mức giá mà hồi nãy Thành có báo là giá tại thời điểm Thành làm video, còn trong tương lai giá nó có thể thay đổi theo thị giá, giá nguyên vật liệu hay là giá nhân công các thứ anh em. Nó cũng lên xuống y như là giá xăng hay là giá rau, giá cá vậy đó. Nên mai mốt lỡ mà nhân viên bên Thành báo giá khác thì anh em cũng hiểu ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn em và hẹn gặp lại trong clip sau nhé.